chương trình Chuyện Cùng Nguyện Ước xin kính chào quý khán thính giả. Chương trình tối nay xin gửi đến quý vị chia sẻ của một bạn trẻ, Vũ Thị Hảo, sinh năm 1995, hiện đang sinh sống tại Tokyo, Nhật Bản. Hảo đã từng có một quãng thời sinh viên đã sống theo trào lưu hiện đại. Sau đó nhìn lại, bạn nhận ra sự trượt dốc về đạo đức, phóng túng bản thân của giới trẻ. Chính bạn cũng vì một chút đua đòi với bạn bè mà rơi vào cuồng quay ấy. Nhưng may mắn, bạn biết dừng lại và đi sang con đường chân chính. Bạn Hảo chia sẻ: "Tôi sinh ra và lớn lên trong một gia đình đầy đủ và hạnh phúc. Mẹ tôi rất yêu thương và nuông chiều chị em tôi. Chị em tôi cũng là những đứa con ngoan, trò giỏi. Cha mẹ tôi tín thần Phật nên luôn dạy con cái đạo đức, văn hóa truyền thống, rằng con gái phải ăn mặc kín đáo, tế nhị, không được yêu đương lăng nhăng, nhất là phải giữ mình, trước khi về nhà chồng không được làm chuyện sai trái, vân vân. Do đó, trong suốt thời gian học sinh, tôi chỉ biết từ nhà đến trường, từ trường về nhà. Khi vào đại học, tôi thuê trọ trên thành phố. Tôi vui mừng vì cuộc sống được tự do bay nhảy mà không bị mẹ quản nữa. Tôi nhanh chóng quen biết nhiều bạn bè, tiếp xúc nhiều người với mọi thứ xung quanh, vân vân. Nhất là phim ảnh, tôi tiêm nhiễm những thói xấu từ phim ảnh, cả những phim nóng. Năm thứ nhất trôi qua êm đẹp vì tôi ở cùng chị gái. Sang năm thứ hai, chị gái đi du học, còn lại mình tôi không ai quản, không có sự ước thúc. Tôi nhanh chóng sa vào những thói xấu. Tôi có người yêu, tôi cũng dám ở qua đêm với bạn trai. Vì một chút đua đòi với bạn bè, nhận bài học cay đắng. Một bên là cô gái được giáo dục đạo đức, một bên là con ma dục vọng. Hai bên bắt đầu tranh đấu với nhau. May mắn cho phía mặt thiện thắng, tôi đã quyết định dừng lại. Vậy là 3 tháng yêu chóng vánh và chia tay cũng chóng vánh. Vì buông thả bản thân như vậy nên tôi đã phải nhận về trái đắng. Cơ thể tôi thấy xuất hiện những cơn đau, cơn ngứa, những dịch vô cùng khó chịu. Sợ hãi, tôi đi khám tại bệnh viện phụ sản Hà Nội. Bác sĩ nói tôi bị viêm phụ khoa. Tôi dùng thuốc theo đơn của bác sĩ, bệnh tình không thấy đỡ. Tôi tìm hiểu thêm thì biết được dạng bệnh như này sau sẽ khó có con. Thật là một cú sốc lớn với một người trẻ tuổi như tôi. Tôi thấy sợ như rơi xuống địa ngục vậy. Sau khoảng thời gian mệt mỏi với việc đi khám chữa bệnh trong vô vọng, tinh thần tôi cũng suy sụp theo, tâm tính cũng trở nên cáu gắt, bất ổn. Em gái tôi khuyên tôi nghe kinh Phật cho tâm tỉnh lại. Vậy là tôi tìm kiếm tia hy vọng qua những bài thuyết giảng của các thầy bên Phật giáo. Ngoài ra, tôi tập môn vẫy tay, rồi tập qua dịch cân kinh vân vân. Nhưng tất cả đều vô ích, bệnh tật không khỏi, tinh thần cũng không khởi sắc hơn mấy. Tôi nhận ra, chỉ vì một chút đua đòi với bạn bè, tôi phải chịu nhận hậu quả lớn này. Trong lúc tuyệt vọng, tâm tôi cầu xin thần Phật: "Xin hãy đưa con đến một nơi không có ai, không có sự đau khổ." Vì tâm trạng luôn tràn đầy lo lắng và sợ hãi, bạn Hảo thường lên mạng đọc tin tức. Chỉ vài hôm sau lần cầu xin ấy, Hảo đọc được bài một bạn giới thiệu về môn tu luyện mà mẹ bạn ấy đang học. Bạn tò mò tìm hiểu và tìm thấy cuốn truyện Pháp Luân, cuốn sách chính của Pháp Luân Công. Chỉ trong 2 ngày, Hảo đã đọc hết cuốn sách. Bạn thực sự chấn động bởi những điều trong sách mà sư phụ lý giảng. Hảo đã hiểu được tại sao con người có bệnh, có khổ nạn. Muốn hết bệnh thì phải làm thế nào? Đặc biệt hơn, bạn hiểu ra mục đích chân chính để làm người là phản bổn quy chân, quay trở về với bản tính thiện lương. Bạn Hảo chia sẻ rằng: "Tôi bắt đầu quan tâm hơn đến môn tập Pháp Luân Công. Tôi lên mạng tìm đọc các thông tin. Tôi đọc được thông tin về việc tra tấn, mổ cướp nội tạng của các học viên bên Trung Quốc. Tôi nghĩ Việt Nam cùng chế độ nên sợ có ngày cũng bị như vậy. Tôi không dám ra công viên luyện công cùng mọi người và tập ở nhà trong sợ hãi. Khi đọc thêm các sách của sư phụ Lý Hồng Chí, tôi hiểu ra tu để trở thành người tốt theo chân thiện nhẫn
nào có gì sai. Tôi lên mạng tìm hiểu điểm tập. Tôi đã ra ngoài công viên tập cùng mọi người. Vì đã hiểu được mục đích của đời người, tôi không còn buồn lo, âu sầu về căn bệnh của mình nữa. Tôi bình yên chìm đắm trong ánh sáng Phật Pháp. Tôi trở lại là một cô gái thuần khiết, có đạo đức như mẹ tôi từng dạy bảo. May mắn đã mỉm cười. Tôi quen một học viên, vốn là du học sinh tại Mỹ, sau đó học thạc sĩ tại Nhật, hiện đang sinh sống và làm việc tại Nhật. Đều là người tu luyện, nên tình yêu đến với chúng tôi thật nhẹ nhàng, trong sáng. Khi nhận lời cầu hôn, tôi không giấu giếm, nói rằng mình sẽ khó có con. Ai ngờ anh ấy đồng ý cưới, không do dự. Kết hôn xong, tôi theo chồng sang Nhật sống. Hầu như tuần nào chúng tôi cũng nhận được điện thoại hỏi han của bố mẹ chồng, xem tôi có bầu chưa. 5 tháng sau kết hôn, tôi vẫn chưa có thai. Mẹ chồng gợi ý chúng tôi về Việt Nam khám chữa. Phần vì bận công việc, phần vì là người tu luyện, chúng tôi tin vào duyên phận. Tôi tin vào sự an bài của thần Phật. Rồi sau đó tôi có thai lúc nào không hay. Mỗi lần khám thai định kỳ, bác sĩ đều kiểm tra xem tôi có viêm nhiễm gì không. Nhưng kết quả, các chỉ số đều bình thường. Kết quả thật là kỳ diệu. Tôi không chỉ sinh em bé gái đầu lòng năm 2018, mà hiện giờ tôi đang có bầu bé thứ hai. Đó là trái ngọt tôi nhận được khi tu luyện Đại Pháp. Mở quán phở tại Nhật Bản, đưa tiêu chuẩn người tu luyện vào từng bát phở. Tôi và học viên quyết định mở quán phở Việt Nam tại giữa thành phố Tokyo. Là người tu luyện, chúng tôi chịu theo nguyên lý chân, thiện, nhẫn trong công việc. Bát phở của chúng tôi đặt mục tiêu vì khách hàng lên hàng đầu. Chúng tôi không biết làm quảng cáo và coi trọng chất lượng nên lợi ích thu được không cao. Dịch bệnh tràn qua khiến cửa hàng nào cũng gặp khó khăn. Chúng tôi tuy vậy vẫn duy trì được. Hiện giờ tình hình đã khởi sắc hơn. Niềm vui chúng tôi nhận được là sự đánh giá rất cao của khách hàng. Nhờ tu luyện Pháp Luân Công, bạn Hảo đã nhận được nhiều lợi ích kỳ diệu, cả về thể chất lẫn tinh thần. Hảo đang có một gia đình hạnh phúc, hai vợ chồng cùng giúp đỡ, chia sẻ với nhau. Hảo biết rằng không lời nào có thể nói lên cảm kích của bạn đối với sư phụ Lý Hồng Chí. Chương trình Chuyện cùng Nguyện Ước tuần này xin dừng lại ở đây. Xin cảm ơn sự theo dõi của quý khán thính giả. Nếu quý vị quan tâm đến chương trình, xin hãy để lại bình luận, bấm like, share và đăng ký kênh để nhận được thông báo cho các số ra tiếp theo. Kính chúc quý vị luôn hạnh phúc và bình an. Pháp Luân Công giúp tôi được tỉnh tại và bình an. Truy cập tại hocphapluancong.com, lớp học trực tuyến hoàn toàn miễn phí.